thật sự là một cái set đồ rất rất xinh mà ngày hôm nay anh muốn giới thiệu dành cho các chị em nhà Mega Fashion đây. Set đồ thì bao gồm có hai món với một chiếc áo chất liệu tơ nến cực kỳ cao cấp và một cái chân váy với cái độ rủ xòe vừa phải, rất là xinh xắn. Tất nhiên là với cái set đồ này nó sẽ hoàn hảo nhất khi mà đứng cạnh nhau đúng không? Nhưng mà Men cũng tin rằng một lát nữa khi mà Men đi vào chi tiết là mọi người cũng sẽ bắt đầu hình dung dần xem là với những cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ mix và match như thế nào để tạo thành những cái phiên bản rất là độc đáo, rất là thú vị và khác biệt giữa mỗi ngày nha. Đây là một cái chiếc áo mà phải nói là Men cảm thấy yêu nó ngay từ cái lần đầu tiên khi mà Men nhìn thấy. Và đến khi mà Men mặc lên rồi thì mới cảm thấy là toàn bộ những cái cảm nhận, cái cảm giác của mình khi mà mình nhìn thấy chiếc áo này nó đúng y chang như là trong tưởng tượng vậy. Đây, để cho mọi người nhìn thấy rõ hơn về cái chiếc áo này, thần thánh này nhá. Rất là xinh mọi người. Cái tông màu be này, tông màu be sữa, tông màu trắng sữa sữa thì đúng hơn nhỉ. Nhưng đây là một cái tông màu mà quá là dễ dàng để cho chúng ta có thể tôn lên những cái đường nét trên gương mặt của mình rồi. Chất liệu thì rất là mỏng, nhẹ và rất là thấm hút mồ hôi. Đây là một cái chất liệu mà Men rất là yêu thích, chất liệu tơ nến mọi người nhá. Phần cổ thì được cách điệu, mọi người thấy là có giống như một cái chiếc nơ, nó giống như là một cái chiếc nơ. Nhưng mà mọi người sẽ không cần phải tác động bất cứ một cái điều gì để tạo thành chiếc nơ này. Mà chiếc nơ này là đã được tạo thành sẵn nhờ những cái đường mà vặn xoắn nó rất là tinh tế ở phần cổ. Đây, ở đây hơi gập xuống một chút nữa. Cá nhân Men thì rất là thích cái phần cổ áo, nên là mọi người hình dung đôi khi chỉ cần chúng ta có một cái chi tiết nào đấy ấn tượng cho chiếc áo của mình thôi, như thế là đủ. Mình cũng không cần phải cầu kỳ làm gì đúng không? Đơn giản thì luôn luôn là cái sự đẹp nhất. Và phần tay thì nó sẽ hơi cánh rơi một chút, để nó hơi đổi. Thế nên là chị em nào mà có hơi tự ti về cái phần bắp vai của mình thì yên tâm là cái thiết kế này chắc chắn sẽ che đi những cái khuyết điểm của mình ở cái phần vai nhá. Gầy quá cũng được mà hơi có vai u không một chút thì chị em cũng rất là yên tâm. Đằng sau là một cái quy đơn giản thôi, đang là quy. Cái mẫu này, cái mẫu áo này thì chúng ta có thể mix với quần jean hay nữ sinh, những cái chân váy đủ các màu vì cái tông màu của nó quá là cơ bản rồi. Hoặc là quần âu, gần như là Men nghĩ đến mọi kiểu trang phục khi mà kết hợp với chiếc áo này. Mặc sơ mi cũng được, mà không sơ mi thì Men nghĩ là mình mặc quần short không sơ mi cũng được, cũng sẽ ra một cái phong cách. Cái này là tùy vào sự sáng tạo của các chị em nhá, để cho mình sáng tạo với cái chiếc váy này, với chiếc áo này. Rồi, và đến cái điểm nhấn tiếp theo đây. Áo đã đơn giản rồi thì váy của mình phải có thật là nhiều chi tiết, thật là nhiều màu sắc, nó mới có sự ấn tượng. Thì đây là một cái chân váy xòe xếp ly, cho váy xếp ly. Và mọi người biết là Mega Fashion sẽ luôn luôn tự hào bởi vì cái chân váy xếp ly của mình, của bên Mega Fashion thì có một cái độ rủ và độ ôm nhất định. Nó không phải là phồng xòe to quá để cho chúng mình vướng víu hoặc là cảm thấy khó chịu đâu. Những cái chân váy xòe độ xòe rất là vừa phải. Và cái độ dài thì cũng là quá gối, đến tầm giữa bắp chân. Nên là mình cũng không sợ là bị dài, lượt thường thì quét đất. Đấy cũng là điều mà Mega Fashion rất là cẩn thận và chú trọng. Eo đây, eo thì là bàn to nhá. Và mình sẽ để eo cao hơn một chút để hách giảm cho chân của mình dài ra hơn một xíu. Họa tiết thì chị em nhìn này, là tông màu tím này kết hợp với những cái bông hoa màu trắng sữa sữa giống như là màu chiếc áo ấy. Đấy là lý do mà vì sao đây được tạo thành một set. Bởi vì có những cái màu sắc của chiếc áo nó xuất hiện ở trên chiếc váy. Rất là xinh. Ôi, mình rất là thích cái set này. Một tí rất là trend hôm nay. Đấy, để chị em nhìn thật là rõ cái set đồ này. Vì set đồ của chúng ta đã quá là tinh rồi nên là mấy anh sẽ chỉ kết hợp với cả một chiếc túi màu đen đơn giản thế em thôi, và một cái đôi sandal cũng là màu đen. Thì mấy anh nghĩ rằng là set đồ này rất là phù hợp để mà mình đi làm cũng được, đi chơi cũng được, gần như là đi bất cứ đâu với set đồ thần thánh này. Và chắc chắn rằng là các chị em cũng sẽ có cảm giác kiểu rất là ưng ý hoặc là rất là thích khi mà chúng ta sờ tận tay này, cảm nhận chất liệu này và khi mặc lên trên người. Mong rằng những trải nghiệm đó sẽ sớm đến với các chị em nhà Mega Fashion nha.